Nhật Bản là thiên đường của những sản phẩm thông minh, trong đó không thể không kể đến sản phẩm robot bụi. Và robot bụi đã từng có thời kỳ huy hoàng tại Nhật Bản và nó là niềm mơ ước của rất là nhiều các quốc gia khác. Và những sản phẩm rất nổi tiếng đến từ những thương hiệu rất nổi tiếng tại Nhật Bản như là Panasonic, Sharp hay là Toshiba. Đây, cái sản phẩm này nó đã ra đời từ những năm 2010, tức là cách đây hơn 10 năm về trước nó đã có công nghệ tự thu rác rồi. Thì cho thấy là đúng là Nhật Bản là cường quốc về công nghệ. Và hiện giờ thì mình cũng không biết lý do tại sao mà những thương hiệu này nó không tập trung vào sản xuất robot bụi nữa. Có thể là do thị trường nó bão hòa rồi. Nhưng tại Việt Nam thì nó xuất hiện rất nhiều những cái thương hiệu mà như mình phân tích ở trong video này, nó là OEM đội lốt. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những thương hiệu nào hiện tại đang là những cái thương hiệu đội lốt hàng Nhật. Đi từ Mỹ sang Nhật chỉ trong có 5 phút là có thật. Hồi nãy tôi đã cùng với các bạn đi từ Mỹ Tho rồi về Mỹ Đình và bây giờ chúng ta đến với xứ sở của hoa anh đào với một cái tên robot bụi lau nhà Tahawa. Nghe nó cứ như kiểu là Ozawa ấy, nhưng mà chúng ta đang xem là tên Tahawa. Nghe nó rất là Nhật và cái tên này mình khẳng định luôn nó không có ở Nhật đâu và nó còn được bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, bảo hộ cho Việt Nam dùng. Tất nhiên như mình đã phân tích ở phần trước video, nó cũng giống như cái thương hiệu Nibot, bảo hộ không có nghĩa là thương hiệu của quốc gia đấy, bảo hộ tại Việt Nam thì nó cũng chỉ là một cái công ty của Việt Nam và không cho phép các cái thương hiệu giống tên như thế được sử dụng. Ok, quay trở lại vấn đề chính, một cái mức giá rất là cao. Nói chung vẫn sử dụng nguyên cái cách thức của người nổi tiếng như là Kuchen. Đó, một cái mức giá siêu cao và cũng là những cái cách thức giới thiệu rất là nhiều tính năng, như được hút 3.200 PA, dung lượng pin 5.000 mAh, rồi rất 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 nhiều. Và quan trọng là nó sẽ nói rất nhiều đến Nhật. Robot bụi lau nhà cao cấp chính hãng Tahawa Nhật Bản. Cái gì cũng nhắc chữ Nhật Bản vào, Tahawa Nhật Bản, cao cấp của Tahawa Nhật Bản. Ok. Như thế này sau này có thể Việt Nam còn xuất hiện nhiều cái tên Nhật nữa như là Ikeda, Takahashi rồi Lazawa rồi rất là nhiều. Nói chung là cứ Nhật thì không có nghĩa là đấy là thương hiệu của Nhật. Chúng ta sẽ đến với một cái tên đậm mùi Nhật Bản, Fico. Và để tìm hiểu sản phẩm robot bụi của Fico nó có thật sự phải đến từ Nhật Bản hay không. Ngoài sản xuất robot bụi thì Fico còn sản xuất máy lọc không khí, máy rửa bát, nồi chiên không dầu. Nghe có vẻ rất là hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ xem đến cái phần giới thiệu trước. Ok, mình xem sản phẩm của nó luôn. Mình không bấm vào phần giới thiệu, chắc nó chưa làm web xong. Rồi, Fico là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên sản xuất đồ gia dụng, robot hút bụi thông minh. Rồi bây giờ, để minh chứng cho điều này thì các bạn có thể tìm bất cứ một cái trang tìm kiếm nào ở bên Nhật, chúng ta sẽ không thể tìm được ra cái sản phẩm nào mang cái tên Fico này. Nó chỉ là cái tên rất là liên quan đến Nhật thôi. Và vẫn cái cách thức như vậy. Vẫn là những cái app smart, cái app là dùng cái ứng dụng của Tuya này. Đó. Và với một cái mức giá mà nói chung nó cũng không cao mà nó cũng không thấp, nó đủ để làm hấp dẫn cho chúng ta vì với một cái sản phẩm lại mang cái tên tuổi của Nhật Bản thì chắc chắn là sẽ làm cho rất nhiều người quan tâm. Và mình sẽ không phân tích ở đây nữa vì quá nhiều các cái thương hiệu OEM và cái cách thức hoạt động nó không có sự khác nhau, nó chỉ là cái biến tướng thôi. Và quan trọng là cách chúng ta hiểu và chúng ta nghĩ về cái thương hiệu đấy và chúng ta phải tìm hiểu như thế nào thì nó đã thể hiện hết ở trong toàn bộ cái video này của mình.
lại một cái tên rất là Nhật Bản, Shimuno. Nhưng rất tiếc thưa quý vị và các bạn, theo như điện máy xanh giới thiệu thì đây không phải là thương hiệu của Nhật, mà đây là thương hiệu Shimuno Malaysia, sản xuất tại Hồng Kông. Ok, và đang được điện máy xanh chào bán với cái giá là 10 triệu 960 nghìn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy một bí mật rất là hấp dẫn. Các bạn có nhìn thấy nó rất là giống cái sản phẩm có cái tên như thế này không? Và nó chỉ khác mỗi cái màu thôi. Tất nhiên sản phẩm này cũng có hai màu luôn. Hiện tại thì rất là tiếc mình chỉ có màu đen. Và các bạn sẽ nhìn thấy là nó giống từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Tất cả các vị trí không khác một chút nào luôn. Ok, thì mình sẽ xem đến một cái sản phẩm tiếp theo. Cũng cái dòng sản phẩm của Shimono đấy, nó có một dòng sản phẩm nữa. Các bạn sẽ nhìn cho mình xem, nó không khác một bất cứ một chi tiết nào, kể cả họa tiết, kích thước, hình dáng, mà mình có thể khẳng định là cả bên trong lẫn bên ngoài luôn, nó là một. Nhưng nó sẽ có một cái khác duy nhất, đấy là cái chữ in ở trên đây. Và chỉ một cái chữ in vào thôi, nó cũng sẽ thay đổi giá trị của sản phẩm đi rất là nhiều. Đó, như các bạn đã thấy là đây chính là hàng đội lốt, nhưng mà nó biến tướng rất là tinh vi. Và đến bản thân mình cũng phải tìm hiểu rất là nhiều thì mình mới biết được điều này. Chúng ta sẽ đến với một cái tên vừa Nhật vừa xa xỉ, đó là Fuji Luxury. Ngoài sản xuất ghế massage toàn thân thì Fuji Luxury còn sản xuất robot bụi. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về robot bụi của Fuji Luxury. Nó sẽ có một cái mã là T10 Max. Và có một điểm rất khác biệt ở đây là có một cái bước giá rất rất cao, 18 triệu 500 đồng. So với mặt bằng chung của toàn bộ các loại robot bụi hiện nay trên thị trường thì đây là một mức giá siêu cao. Và nó còn giảm từ 27 triệu 500 xuống 18 triệu 500. Mình sẽ tìm hiểu tiếp. Model này là model mới nhất của năm 2021 với rất là nhiều quà tặng đi theo. Những cái hướng dẫn và giới thiệu thì rất là nhiều ở trong đây. Chúng ta sẽ thấy là về cơ bản thì Fuji Nexory không nói gì đến cái sản phẩm robot bụi T10 Max này có xuất xứ từ đâu, nhưng mình sẽ cho các bạn thấy là nó từ đâu ra. Đây là cái nơi nó sinh ra. Các bạn có thấy cái sản phẩm này ở trên Alibaba nó giống hệt như vậy. Nó chỉ khác mỗi cái là nó chưa kịp in cái chữ Fuji Nexory vào trên robot. Và nếu như mình tìm hiểu ở các cái trang bán hàng khác như là Taobao thì đây là một cái thương hiệu Vennybot. Đó, nó còn chưa in logo luôn. Thì cái mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 400 đô. Đây, nếu mà bạn đặt số lượng nhiều thì sẽ khoảng tầm hơn 350 đô. Rõ ràng thì với cái mức giá là 18 triệu 500 này thì Fuji Luxury không hề đội lốt mà chỉ đội giá thôi. Rõ ràng Fuji Luxury không nói đến đây là thương hiệu của Nhật hay là sản xuất tại Nhật hay bất kỳ một quốc gia nào khác, mà chỉ nói là đây là một thương hiệu của Việt Nam. Rồi thì tiện đây thì mình cũng tham khảo thêm một tí sản phẩm ghế massage xem thế nào. Thế giới ghế massage thì chúng ta đều biết rồi, giá nó sẽ không rẻ đâu. Nhưng với một cái mức giá mà trăm củ hơn trăm củ này thì thật sự nó xa xỉ thật. Và đấy cũng minh chứng cho lý do tại sao mà Fuji Luxury này nó có một cái hệ thống bán hàng cực kỳ là dày đặc. Có khi bây giờ các bạn ra các siêu thị hay là trung tâm thương mại, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp. Đó, thì có thể là lợi nhuận siêu khủng với cái đội giá. Nó sẽ giúp cho Fuji Luxury tiến rất là xa và đi đến rất là nhiều nơi.
Không biết bằng cách nào mà Robotech có thể cởi bỏ được chiếc áo khoác của Đức và trở thành thương hiệu Robotech của Việt Nam, và nó mang trong mình cái niềm tự hào của thương hiệu Việt, và với một cái hệ thống cửa hàng siêu thị rất là dày đặc. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn thấy cái chiếc áo đấy, đó chính là LightChuck, và cái mã này là B6009. Đây là sản phẩm tại Việt Nam. Đó. Và từ cái việc khoác lên một cái tấm áo của Việt thì nó đã thay đổi giá đi rất là nhiều, và các bạn có thể tự hình dung ra cái cách hoạt động của nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thương hiệu Đức tiếp theo nữa, đó là Bovat. Nếu mà tìm cái từ khóa này thì chúng ta sẽ không thể tìm được thấy ở bên Đức. Tạm thời mình sẽ vào đây cho các bạn xem. Đây, Đức. Robot hút bụi lau nhà Đức. Robot hút bụi của Đức. Và cái mức giá của nó cũng không hề thấp. Chúng ta có thể tìm hiểu cái trang chủ của Bovac. Đây. Nó cũng chẳng có liên quan đến Đức luôn. Một cái địa chỉ tại Thẩm Quyến. Và không biết là nó cho thêm số điện thoại của Mỹ, của châu Âu vào đây để làm cái gì. Số điện thoại này mình đã test thử không có thật luôn. Và đây nó còn giới thiệu là nó là một cái loại robot bụi thông minh có xuất xứ từ Đức và được dành riêng cho thị trường Việt Nam. Nghe thật là phi lý. Một siêu phẩm của Shopee, đây sẽ là robot bụi duy nhất bạn sẽ không cần quan tâm đến nó là thương hiệu gì, nó đội lốt ai. Vì cái giá của nó thật sự sẽ làm bạn sốc. 380k, vâng, chỉ 380k, thật không thể tin được. Tôi hy vọng tôi sẽ là người cuối cùng bỏ ra số tiền 380k. Và bây giờ tôi sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Một siêu phẩm 380k. Nó còn có cả tấm lau nhà và có cả tính năng diệt khuẩn bằng tia UV. Thật sự không thể tin được, và tôi sẽ cho nó chạy. Ôi rồi nó chạy. Nó không có cảm biến chống rơi. Và khi mà cái bánh này nó gặp cái độ cao, nó sẽ bị kẹt tại đây và nó không thể rơi được. Và đây là Bovai, là cái tên cuối cùng. Và đây mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vì nó rẻ đến mức nó được sinh ra là để cho vào thùng rác chứ không phải là để hút rác. Không trượt phát nào. Chẳng vui vẻ gì khi nói ra những điều trên, vì tôi cũng là người làm kinh doanh, sẽ có cả một đội vào để anti tôi. Điều này đã từng xảy ra khi tôi nói về sự thật hàng làm lại, hàng loại B, và tôi đã out ra khỏi nhóm 172 anh em buôn robot. Nhưng tôi muốn nói rằng, muốn kinh doanh bền vững, hãy chú tâm vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng. Nếu sợ, tôi đã không làm video này. Và như tôi đã nói, tôi không nói thì không ai nói. Tôi xin nhắc lại, video này mục đích duy nhất là đặt sản phẩm, xuất xứ và suy nghĩ về đúng chỗ. Tôi sẵn sàng đối chất và trả lời tất cả các comment của các bạn. Các bạn hãy like, share video và sub cho kênh của tôi. Đảm bảo tôi sẽ còn nhiều video chất lượng hơn thế nữa.